Người thì hôm nay mình đang ở trên núi Cô Tô. Mình đến đây mình cứ quay một cái địa điểm mà chưa có ai từng phát hiện ra nó mọi người. Chưa từng ai phát hiện luôn. Thì tình cờ mình cũng tò mò, mình hay khám phá đó. Cho nên mình leo tới cục đá này cục đá kia. Thì mình phát hiện ra một cái điều thú vị. Mình leo lên cái hòn đá này đây. Thì một bữa nọ mình leo lên thì tình cờ mình phát hiện ra một ở trên này có một cái phiến đá nè mọi người. Cái phiến đá đầu này rất dày nha, dày lắm. Đầu này thì khoảng chừng gang tay, hơn gang tay, có chỗ hơn gang tay. Là cái phiến đá này nó kêu. Mình lấy cục đá nhỏ mình gõ nó kêu nó bon bon nha mọi người. Để mình leo lên rồi mình gõ cho mọi người nghe nha. Thì chỗ này nó hơi cao, nó khó leo nữa mọi người. Dạ. Đây, cái hòn đá mình để mình gõ nè. Thì cái chỗ này nó mỏng khoảng chừng có chỗ một tấc, có chỗ thì 6-7 phân mọi người. Nó thấy chưa? Này tình cờ mình phát hiện đầu tiên luôn, chứ chưa có ai là leo lên đây cho mọi người. Tại mình thấy cái hòn đá này ở trên này nó bằng, mình leo lên thử rồi. Coi có gì. Thì mình lấy cục đá nhỏ mình gõ vô đây. Nó kêu nè mọi người. Giống như một cái chuông này, không phải cái chuông. Mà như một cái trống vậy. Cái tiếng này cũng như cái trống vậy. Gõ dưới này không có. Đây đây luôn. Giống như một cái trống luôn mọi người. Trên này có kêu không? Dưới này lớn nhất mọi người. Ở dưới này coi. Dưới này. Ngộ. Này là điều thú vị. Này tình cờ mình leo lên mình lấy cục đá mình gõ thử. Gõ thì nó không phải cục đá, mới đầu mình gõ bằng cái tay. Nè. Mình thấy nó kêu vậy đó. Rồi mình mới lấy cục đá mình gõ, quá lớn luôn. Chứ mấy cái phiến đá này nó đâu kêu. Mình thấy lạ lạ, mình quay lại cho mọi người xem. Này ở trên núi Cô Tô nha mọi người. Thì cái phiến đá này thì ngay gang của cái trại của ông chú Hai ở trên núi. Từ Điện Ngọc Hoàng đi qua đây khoảng 300 m. Gặp cục đá vuông vuông mình leo lên đây mình gặp à. Này mình mới phát hiện ra thôi. Chứ đi qua đi lại là nhiều lần lắm rồi. Mình không có leo lên đây cho nên mình không có biết. Nên mình leo lên bên đây. Mình cầm bữa nay mình leo lên mình gặp. Chuyến rồi mình gặp rồi nhưng mà mình không có quay. Bữa nay mình quay lại cho mọi người xem. Rất ngộ luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Mình phát hiện hòn đá. Đó.
tảng đá nó kêu như cái chuông luôn này. Chuông ngày xưa á. Mới phát hiện ra luôn. Dưới này coi. Dưới này kêu khác. Trên đó kêu khác nữa. Ngộ ta cái hòn đá kêu. Cái này kêu khác nữa. Ngộ ta. Mới phát hiện ra luôn. Dưới này đâu kêu đâu. Nè. Ở đây không kêu. Thì chỗ này kêu. Ờ. Này chỗ này kêu khác nè. Rồi. Ngó tay. Dưới này không kêu. Lên đây kêu. Ở đây nghe kêu. Ôi trời ơi. Ngộ hòn đá ngộ nè mọi người ơi. Mới phát hiện ra cái hòn đá ở trên núi Cô Tô nè mọi người. Kêu như cái trống cái chuông. Rồi mưa rồi. Ờ xách cái cặp của chú vô giùm đi. Ôi ôi nè, kêu. Đi lên đây coi. Rồi mưa rồi đi xuống.